Xin kính chào quý vị và các bạn. Việt Nam là một trong những quốc gia được đánh giá là điểm sáng trong công tác phòng chống HIV/AIDS trên thế giới. Suốt 30 năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của những người làm công tác phòng chống HIV/AIDS, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu. Trong 10 năm trở lại đây, tỷ lệ người nhiễm mới HIV, người chuyển sang AIDS và người tử vong có liên quan đến HIV/AIDS đã giảm, đồng thời kiểm soát được tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng xuống dưới 0,3%. Đặc biệt hơn là vừa qua luật phòng chống HIV/AIDS sửa đổi đã được Quốc hội nhất trí thông qua ở ngay phiên họp đầu tiên với 100% số phiếu tán thành. Với những điểm mới trong luật sửa đổi lần này, được cho là sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với công tác phòng chống HIV/AIDS, trong đó có quyền lợi của người bệnh. Và đây liệu có phải là một trong những tiền đề để Việt Nam có thể hoàn thành được mục tiêu hướng tới thanh toán đại dịch này vào năm 2030? Và chương trình Góc nhìn tuần này của chúng tôi đã mời tới trường quay tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế để giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh nhận lời mời tham gia chương trình. Và trước khi trao đổi, xin mời tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi tổng hợp ngắn sau đây của chúng tôi. Chiều ngày 16 tháng 11 vừa qua, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS. Cụ thể, luật bao gồm các điểm mới như sau. 1. Bổ sung một số đối tượng có hành vi nguy cơ cao được ưu tiên tiếp cận thông tin giáo dục truyền thông về phòng chống HIV/AIDS. 2. Mở rộng sự tham gia của người nhiễm HIV/AIDS và người có hành vi nguy cơ cao trong một số biện pháp phòng chống HIV/AIDS như cung cấp dịch vụ tư vấn và xét nghiệm sàng lọc HIV. 3. Bổ sung biện pháp điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV để tăng tiếp cận và hiệu quả phòng ngừa lây nhiễm HIV cho người có nguy cơ phơi nhiễm, người phơi nhiễm HIV. 4. Giảm độ tuổi được yêu cầu xét nghiệm HIV tự nguyện xuống 15 tuổi để bảo đảm phù hợp với tình trạng thực tế lây nhiễm HIV trong nhóm trẻ hiện nay, giúp phát hiện, điều trị sớm và thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm ra cộng đồng. 5. Bổ sung đối tượng được tiếp cận thông tin của người nhiễm HIV để phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, giám sát dịch tễ và phòng ngừa lây nhiễm HIV. 6. Xác định nguồn chi trả chi phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai để đảm bảo tính khả thi và nguồn lực thực hiện chính sách. Xác định nguồn tài chính cho phòng chống HIV/AIDS để bảo đảm thực hiện các hoạt động phòng chống HIV/AIDS với mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam. Luật sẽ có hiệu lực thực thi từ tháng 7 năm 2021, khi đó toàn bộ tài sản tài chính của Quỹ hỗ trợ điều trị chăm sóc người nhiễm HIV được sử dụng để hỗ trợ điều trị chăm sóc người bị nhiễm HIV theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với Quỹ ở Trung ương và theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với Quỹ ở địa phương. Thưa tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh, đầu tiên thì ông có thể chia sẻ thông tin là vì những yếu tố nào mà cái luật phòng chống HIV sửa đổi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ nhất trí tuyệt đối như vậy? Luật phòng chống HIV sửa đổi bổ sung đã được thông qua và ở đây thì có chúng tôi cho rằng có 3 vấn đề mà để nói về cái sự thông qua một cách nhanh chóng. Thứ nhất là cái tính cần thiết, tính bức thiết của việc giải quyết những cái tồn tại trong cái pháp luật liên quan đến HIV, bởi vì luật phòng chống HIV của chúng ta đã ban hành từ năm 2016 và 06, như vậy là qua 14 năm thì với một cái sự phát triển của khoa học công nghệ thì có những cái vấn đề nó không còn phù hợp, cho nên là được các đại biểu Quốc hội hết sức quan tâm. Cái thứ hai là cái công tác chuẩn bị rất là đầy đủ và chính phủ, các thành viên chính phủ đã đệ trình một cái bản dự thảo khá là đầy đủ. Và cái vấn đề thứ ba là chúng ta đã tiếp thu và giải trình một cách đầy đủ đối với các cái ý kiến phản hồi từ các đại biểu Quốc hội, các ban của Quốc hội cũng như là của cộng đồng. Cho nên là cái luật này được thông qua trong một kỳ họp với số phiếu tán thành 100%. Đấy cũng là một cái điều hết sức đáng mừng về cái sự đồng thuận hết sức cao. Vậy tại luật phòng chống HIV/AIDS sửa đổi bổ sung này thì có những cái điểm mới, mấu chốt nào đáng lưu tâm ạ? Sau khi mà một cái thời gian triển khai thì trước cái sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như là các cái phương pháp mới về điều trị cũng như là cái cách tiếp cận, cho nên là chúng ta phải có cái sự sửa đổi bổ sung cái luật này. Và hai cái trụ cột chính, thứ nhất là vấn đề tăng cường tiếp cận thông tin đối với người nhiễm, và cái trụ cột thứ hai đấy là mở rộng và tăng cường đảm bảo quyền tiếp cận các dịch vụ phòng chống HIV cho người nhiễm và các nhóm
có hành vi nguy cơ cao. Tức là chúng ta xoáy vào tập trung chủ yếu vẫn là để đến với đối tượng đích. Vậy ạ, với hai trụ cột chính đó thì sẽ mở ra những cái điều kiện mới nào trong công tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam chúng ta trong thời gian tới ạ? Luật sửa đổi lần này đã đi đến một số các cái điểm chính sau đây. Thứ nhất là việc thông báo tình trạng HIV dương tính cho những vợ chồng và người sống như vợ chồng và bạn tình. Cái này là một trong những cái điều kiện để đảm bảo cái sự đảm bảo dự phòng cho cả hai. Cái vấn đề thứ hai ở đây là chúng ta tăng cái đối tượng tiếp cận với phòng chống HIV, đối tượng ưu tiên và mở rộng ra đặc biệt là đối với nhóm cộng đồng quan hệ tình dục đồng giới, rồi thì nhóm chuyển giới. Mà trước đây là cái luật trước là chưa đề cập đến với thời đấy thì cái vấn đề này cũng chưa phổ biến. Vấn đề thứ ba ở đây là chúng ta đã tạo điều kiện để cho những cái người mà tăng cái số người được tiếp cận thông tin về người nhiễm. Bởi vì trong một cái bối cảnh đặc biệt nhất là khi mà chúng ta sử dụng nguồn bảo hiểm y tế để thanh toán cho xét nghiệm và điều trị người nhiễm. Trước đây chỉ có một nhóm này, còn bây giờ là liên quan đến thanh toán bảo hiểm thì cũng có kể cả là cán bộ y tế, rồi thì cán bộ của bảo hiểm, rồi cán bộ giám sát, vân vân. Và những cái người, một trong những cái vấn đề cũng rất quan trọng là chúng ta tăng cái quyền cho những cái người mà thực hành cái việc giám sát dịch. Họ phải biết được mầm bệnh ở đâu để họ có lập kế hoạch và tiến hành các cái biện pháp can thiệp. Đồng thời thì có một cái số điều mà trước đây chúng ta còn quy định, ví dụ trước đây là truyền thông phòng chống HIV trên các cái phương tiện thông tin đại chúng là phải miễn phí. Thì bây giờ chúng ta mở ra là trong cái bối cảnh này thì sẽ cho phép thu phí trong những cái đối với các cái đơn đặt hàng. Cái vấn đề thứ hai, cái trụ cột thứ hai là tăng cái quyền tiếp cận dịch vụ phòng chống HIV. Thì một cái điều mà lớn nhất là chúng ta giảm cái độ tuổi mà được xét nghiệm HIV. Trước đây thì những cái người mà chưa đủ độ tuổi dưới thì phải có bố, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý cho họ xét nghiệm. Thì bây giờ chúng ta, những người đủ 15 tuổi trở lên là có quyền thực hiện cái việc này. Bởi vì một cái xu hướng là cái quan hệ tình dục sớm và cả cái hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm trẻ. Cho nên là họ phải tự quyết định cái việc này. Chỉ trừ những cái người là dưới, chưa đủ 15 tuổi thì mới cần những cái người giám hộ. Vấn đề về tiếp cận thuốc điều trị ARV. Trước đây chúng ta cũng quy định là sẽ hưởng qua bảo hiểm y tế. Nhưng mà có rất nhiều người là không đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm y tế. Ví dụ như là những người tù nhân chẳng hạn, hay là một số nhóm họ không có thẻ bảo hiểm vân vân, mà lại rất là khó khăn. Rồi thì trong các cái cơ sở mà điều trị cai nghiện vân vân. Cho nên chúng ta tăng cái độ tiếp cận thuốc cho những nhóm mà rất khó có thể tiếp cận nguồn bảo hiểm hay là nguồn khác để đảm bảo cho họ được điều trị. Bởi vì họ phải được điều trị thì chúng ta phải giải quyết được những vấn đề về dịch. Vấn đề thứ ba ở đây đấy là cái cung cấp thông tin đối với các cái trường hợp mà HIV dương tính. Kinh nghiệm đặc biệt là như cái dịch COVID vừa rồi để chúng ta truy vết thì hết sức quan trọng. Mặc dù là HIV/AIDS thì là một cái đặc thù của bệnh, nó đòi hỏi sự bí mật riêng tư, nhưng mà cũng phải cần có những cái biện pháp cho phép bộ phận chuyên môn y tế tiếp cận để họ có thông tin khi mà khám rồi điều trị xét nghiệm các cái trường hợp dương tính, nhất là khi tiếp cận với bảo hiểm y tế. Thì cái việc mà công khai thông tin cho một số nhóm, mà mặc dù là về nguyên tắc chúng ta vẫn đảm bảo được cái quyền bí mật trong khám chữa bệnh, theo luật khám chữa bệnh, nhưng mà cũng phải được tiếp cận. Một cái vấn đề nữa là chúng ta đang bàn ở đây, trước đây thì quy định là phụ nữ mang thai thì được xét nghiệm HIV miễn phí. Nhưng mà theo cái quy định như thế thì hết sức nhân văn, nhưng mà nguồn lực là quá lớn và chưa quy định cụ thể. Thì cái lần này chúng ta phải quy định cụ thể rằng, thứ nhất là miễn phí, nhưng mà một là miễn phí từ nguồn của nhà nước và từ nguồn của bảo hiểm y tế. Thứ hai, chúng ta cũng quy định là chỉ xét nghiệm 2 lần thôi, miễn phí thôi. Còn lại những cái trường hợp khác muốn xét nghiệm thì anh phải chấp nhận chi phí, tức là trong cái quá trình 2 đến 3 lần theo hướng dẫn chuyên môn thôi. Chứ còn có những người thì tháng nào đi khám thai cũng muốn xét nghiệm chẳng hạn thì
họ phải có những cái trách nhiệm đồng chi trả. Vấn đề nữa ở đây cái tiếp cận dịch vụ là chúng ta có cái phương pháp mới về điều trị, đấy là điều trị trước phơi nhiễm, tức là những người có nguy cơ cao khi lây nhiễm HIV họ có thể uống thuốc để dự phòng để họ không nhiễm. Chúng ta hiểu nôm na giống như là phụ nữ uống thuốc để phòng mang thai, tức là họ uống ngày hoặc là uống trong tình huống thì để tránh thì nhiễm HIV. Mà đây một cái phương pháp mới rất hiệu quả, và đây cũng là một trong những cái điểm nhấn đặc biệt đối với nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam chuyển giới. Về cái công tác xét nghiệm thì chúng ta cũng mở rộng cho xét nghiệm tại cộng đồng, rồi kể cả là sẽ tự xét nghiệm để những người có hành vi họ có thể làm thế nào để biết được tình trạng nhiễm của họ để tiếp cận với việc chăm sóc và điều trị. Một cái điểm mà chúng tôi cũng cho rằng hết sức quan trọng ở đây là chúng ta tăng cái nguồn lực, tức là cụ thể hóa các cái nguồn lực cho phòng chống HIV. Chúng ta có nguồn từ chính phủ, bao gồm là từ trung ương, từ các tỉnh thành phố. Rồi thì chúng ta có nguồn từ bảo hiểm y tế, chúng ta nguồn viện trợ, và chúng ta có nguồn tự chi trả của người nhiễm, họ cũng có trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng bổ sung thêm một số điều, ví dụ như là có hai cái điều mà không còn phù hợp là cái điều mà quy định về AIDS giai đoạn cuối thì chúng ta bãi bỏ cái điều này. Bởi vì với cái thuốc bây giờ đến giai đoạn cuối và dùng thuốc họ lại quay trở lại khỏe mạnh bình thường thì miễn giảm cái hình sự đối với họ là cũng rất là khó khăn. Rồi thì vấn đề quỹ hỗ trợ người nhiễm cũng không còn phát huy mà chúng ta chuyển sang trở thành một cái quỹ đối với các cái dịch bệnh nói chung. Thì đấy là những cái điểm chính mà hết sức là tổng thể cũng như là đã cập nhật các cái tiến bộ để chúng ta thực hiện được cái công tác phòng chống HIV được thuận lợi hơn. Trong lĩnh vực tài chính thì bây giờ khi mà chúng ta có quy định luật hóa rồi thì liệu rằng là có giải tỏa được những cái vướng mắc về vấn đề tài chính chi trả cho công tác phòng chống HIV/AIDS trong thời gian vừa rồi hay không? Nguồn lực về tài chính cho bất kỳ hoạt động nào cũng là một cái bức tranh chung là đều thiếu. HIV cũng tương tự. Chúng ta đang làm những cái giải pháp tổng thể để đảm bảo nguồn lực. Thứ nhất là chúng ta đã chuyển đổi để sử dụng nguồn bảo hiểm y tế thanh toán thuốc điều trị ARV là cái nguồn lớn. Rồi là tiền xét nghiệm liên quan đến điều trị, kể cả là xét nghiệm tải lượng virus cũng là rất đắt tiền. Rồi đến là thuốc điều trị nhiễm trùng cơ hội. Thế thì nguồn này là bảo hiểm y tế chi trả. Thế thì người bệnh chỉ chi trả một cái phần gọi là đồng chi trả. Và với cái chủ trương của chính phủ thì các tỉnh, thành phố đã kết cấu nguồn tiền để đồng chi trả cho bệnh nhân. Như vậy là rất nhiều hoạt động bây giờ liên quan đến khám chữa bệnh xét nghiệm của người nhiễm HIV là được miễn phí. Thế thì bài toán về điều trị và xét nghiệm là cơ bản. Còn lại thì còn một số các cái hoạt động thì chúng ta cũng cần phải tiếp tục huy động nguồn lực. Đặc biệt là những cái hoạt động về tuyên truyền vận động và tuyên truyền thay đổi hành vi và tuyên truyền các cái truyền thông tạo cầu cho các nhóm đích. Chúng ta cũng đã trải qua chặng đường 30 năm trong công tác phòng chống HIV/AIDS rồi, và quan trọng nhất là cộng đồng quốc tế đánh giá rất là cao những nỗ lực của Việt Nam và coi Việt Nam là điểm sáng trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Cá nhân ông thì ông đánh giá như thế nào, chúng ta đạt được những cái mốc quan trọng nào để được bạn bè quốc tế đánh giá cao như vậy? Cái thứ nhất đó là cái sự chỉ đạo và cam kết chính trị của Việt Nam là cũng trong nhóm hàng đầu, và chúng ta có một cái hành lang pháp lý đầy đủ. Cái vấn đề thứ hai đó là cái sự hình thành và phát triển một cái hệ thống lực lượng phòng chống HIV từ trung ương đến cơ sở. Chúng ta có tuyến trung ương, có cơ quan quản lý, thì có cơ quan điều trị, đến tuyến tỉnh và đến tuyến huyện và đến tận tuyến xã và bây giờ là đến thôn bản. Chúng ta có thể cấp thuốc tại xã và tuổi tại thôn bản cho người nhiễm, tức là cái dịch vụ nó đã mở rộng, và một cái lực lượng cán bộ được đào tạo một cách bài bản, tâm huyết. Cái thứ ba, đấy là chúng ta đã biết cách huy động nguồn lực. Đầu tiên phải nói là hết sức khôn khéo để huy động được nguồn lực hỗ trợ quốc tế cho Việt Nam. Rất lớn, chiếm 70-80% trong cả một cái khoảng thời gian dài. Từ tiền thuốc,
cho đến tiền các cái hoạt động được cung cấp dịch vụ là cộng đồng quốc tế ủng hộ. Bởi vì tại vì sao? Vì Việt Nam chúng ta làm rất bài bản, ứng dụng khoa học mới, thứ hai là triển khai hết sức hiệu quả và quản lý cái kinh phí mà họ tài trợ cho mình chặt chẽ. Các cái kiểm toán của các tổ chức quốc tế đến Việt Nam rất là khen ngợi cái điều đó. Và trong 15 nước của PEPFA chẳng hạn, Việt Nam là số 1 về hiệu quả của cái triển khai quản lý tài chính. Cho nên là chúng ta huy động được. Và sau khi mà cái nguồn quốc tế cắt giảm, khi Việt Nam thoát khỏi nước nghèo thì chúng ta lại chuyển hướng sang bảo hiểm y tế. Cũng là một trong những ít nước mà chuyển lấy tiền của nguồn bảo hiểm y tế để chi trả cho người nhiễm. Chúng ta làm được. Chúng ta chuyển. Bây giờ là 50.000 người nhiễm đang điều trị bằng thuốc kháng virus và năm tới chúng ta tăng lên là hơn 100.000. Và dần dần là sẽ toàn bộ người nhiễm sử dụng nguồn bảo hiểm y tế. Một cái điểm nữa mà rất sáng đó là cái sự huy động được cộng đồng. Và đặc biệt là nhóm người nhiễm HIV là những cái nhóm có hành vi nguy cơ cao. Thì cộng đồng những người sử dụng ma túy, người mại dâm, người quan hệ tình dục đồng giới và những cái nhóm đấy, họ giảm kỳ thị, họ không tự kỳ thị hoặc là giảm tự kỳ thị và tích cực tham gia công tác phòng chống HIV. Bởi vì nếu mà không có sự tham gia của họ thì chúng ta sẽ không đi đến cái đích cuối cùng. Thưa quý vị và các bạn, ngoài các yếu tố về nguồn lực chủ động trong phòng chống HIV, thì để có thể tiến tới mục tiêu chấm dứt đại dịch này tại Việt Nam vào năm 2030, việc quan trọng nhất chính là ý thức tuân thủ phác đồ điều trị của bệnh nhân có HIV. Bởi chỉ có tuân thủ phác đồ và uống thuốc ARV đầy đủ cho đến khi tải lượng virus giảm xuống dưới ngưỡng không phát hiện, thì khi đó người bệnh HIV sẽ không có khả năng lây nhiễm qua đường tình dục cho người khác. Đây cũng là một trong những mục tiêu mà ngành y tế muốn gửi gắm tới cộng đồng thông qua chiến dịch không phát hiện bằng không lây truyền, hay gọi tắt là K bằng K. Và điều này cũng có nghĩa là HIV không còn là căn bệnh thế kỷ vô phương cứu chữa như nhiều người vẫn nghĩ, mà nó chỉ như một bệnh mãn tính thông thường. Sốc, buồn chán là tâm trạng của người phụ nữ này khi phát hiện mình bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ tư vấn và tuân thủ phác đồ điều trị, 5 năm nay, bà đã coi căn bệnh của mình như một căn bệnh mãn tính, bởi hiện tải lượng virus của bà đã giảm xuống dưới ngưỡng không phát hiện. Mình cứ tuân thủ theo đúng với các bác sĩ chỉ định thì mình tỉnh táo, mình bình thường. Thì chúng tôi cũng được tuổi 65 mà 5 năm nay thì tôi cảm thấy là tôi cũng không có gì sa sút về sức khỏe cũng như tinh thần, chúng tôi được thoải mái, không có gì cả. Và các con tôi thì cũng không đứa nào nó xa lánh gì. Nhận thức rõ được vai trò của ARV trong điều trị HIV, người đàn ông này cũng tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Đến nay, tải lượng virus trong máu của anh đã giảm xuống chỉ còn 110, nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện. Điều này cũng đồng nghĩa anh không có khả năng lây nhiễm HIV qua đường tình dục cho người khác. Uống thuốc ARV thì có một điểm là uống thuốc đúng giờ, thì mình chọn một cái khung giờ nào hợp lý nhất đối với mình để làm sao đó thuận lợi nhất trong việc uống thuốc của bệnh nhân, thì mình nghĩ là cũng không có gì là phức tạp lắm. Trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai hiện đang điều trị ARV cho khoảng 1.600 bệnh nhân HIV, trong đó 98% người bệnh được xét nghiệm tải lượng virus ở dưới ngưỡng không phát hiện. Đây cũng là cơ sở có tỷ lệ người bệnh tuân thủ điều trị cao nhất cả nước. Theo các bác sĩ, chiến dịch K bằng K, nghĩa là không phát hiện bằng không lây truyền, vô cùng có ý nghĩa đối với người bệnh HIV và cộng đồng. Bệnh nhân nếu bắt đầu điều trị ARV thì sau khoảng 6 tháng thì tải lượng virus sẽ về dưới ngưỡng phát hiện. Thế và với điều kiện là bệnh nhân phải tuân thủ tốt. Thế và sau đó định kỳ theo hướng dẫn quốc gia thì cứ phải 1 năm được đo, cần phải đo tải lượng virus một lần. Không còn virus trong máu thì tế bào miễn dịch CD4 sẽ tăng và bệnh nhân sẽ khỏe mạnh và có thể hoạt động như một người bình thường. Cái việc thứ hai là nó có ý nghĩa cộng đồng, tức là sẽ không lây truyền HIV sang cho người khác. Chương trình hết sức có ý nghĩa đối với xã hội, và thứ nhất đầu tiên là đối với sự kỳ thị của xã hội sẽ giảm bớt đi, và thứ hai nữa là đó là cho những người bệnh nhân đã bị HIV biết là cái điều trị tuân thủ tốt theo phác đồ điều trị của bác sĩ là rất là tốt đối với sức khỏe của mình bản thân và với xã hội. Thống kê của ngành y tế, hiện cả nước có khoảng 80% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm bệnh của mình và 70%, tương ứng với 140.000 người bệnh HIV đang được điều trị ARV. Trong đó, có 92% người bệnh có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế, không có khả năng lây nhiễm HIV cho cộng đồng qua đường tình dục.
Vâng, thưa tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh, cùng với những cái điểm sáng mà chúng ta vừa điểm qua trong công tác phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam trong chặng đường 30 năm vừa rồi, thì Việt Nam chúng ta cũng được đánh giá là một trong những cái nước mà có cái số lượng bệnh nhân có HIV ấy, khi mà điều trị tải cái lượng virus dưới ngưỡng không phát hiện, cũng thuộc hàng top cao trên thế giới. Những yếu tố nào để chúng ta có thể đạt được điều này? Cái câu chuyện mà gọi là Việt Nam là một trong 4 quốc gia mà điều trị HIV hàng đầu thì là thế nào? Thì chúng ta phải hiểu thế này, nó có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn mà quốc tế đang đưa ra là khi điều trị mà đảm bảo chất lượng điều trị tốt thì cái tải lượng virus ở trong máu của bệnh nhân sẽ giảm xuống dưới ngưỡng. Dưới ngưỡng phát hiện là dưới 1.000 bản sao chép trên 1 ml, và không phát hiện là dưới 200. Thế thì Việt Nam là một trong 4 quốc gia đạt được cái ngưỡng này, tức là trên 90%, và chúng ta là 96% là dưới 1.000. Và 94% là dưới 200. Mà dưới 200 là gọi là ngưỡng mà không còn lây truyền qua quan hệ tình dục. Như vậy là những cái người điều trị mà đạt được cái ngưỡng này thì khả năng bảo vệ cho họ rất, cho bạn tình rất tốt. Và cái thứ hai là họ có thể sinh ra những người con cái là khỏe mạnh bình thường, không lây nhiễm HIV. Thì đấy là cái điểm sáng nhất về điều trị mà chúng ta đã đạt được. Và tại sao chúng ta đạt được? Thì phải nói là thứ nhất là chúng ta đã triển khai một cái mô hình là một cái toàn diện. Việc điều trị chúng ta là điều trị sớm. Thứ hai là điều trị áp dụng theo các cái khuyến cáo rất mới của quốc tế ngay từ đầu. Thứ hai là cái đội ngũ cán bộ y tế của chúng ta là được đào tạo một cái bài bản và thực hành một cái hết sức trách nhiệm. Thứ ba đó là ý thức trách nhiệm của người bệnh. Họ tuân thủ điều trị tốt, họ uống thuốc đúng giờ, uống đúng thuốc và uống liên tục. Và họ đến khám đúng định kỳ, vân vân. Thì tổng hợp của những cái đấy, nó đưa đến cái kết quả là điều trị của chúng ta là cái nhóm trong top mà hàng đầu. Vậy với tất cả những cái phân tích và chia sẻ của ông thì nó có phải là cái điều kiện để đảm bảo cho chúng ta đạt được cái mục tiêu 90-90-90 mà Việt Nam đã cam kết với Liên Hợp Quốc không ạ? Vâng. Như vậy là từ năm 2014 là chúng ta đã cam kết thực hiện mục tiêu 90-90, và bây giờ là sau 6 năm thực hiện thì có 2 chỉ tiêu đầu là chúng ta gần đạt, còn cái chỉ tiêu thứ 3 là chúng ta vượt. Tức là 90 thứ 3 thì chúng ta đạt 96%. Còn cái 90 đầu tiên là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm thì chúng ta đạt được 83%. Mục tiêu thứ hai là 90% những người nhiễm mà biết tình trạng nhiễm được điều trị bằng thuốc kháng virus thì chúng ta đạt được là 76%. Hai mục tiêu có khả năng đạt được, còn mục tiêu thì một mục tiêu vượt. Rất ít nước vượt được mục tiêu này. Quả thực đây là những con số rất là ấn tượng. Tuy nhiên là bên cạnh những cái nỗ lực và những cái dấu mốc ấn tượng mà chúng ta đã đạt được trong công tác phòng chống HIV/AIDS thì chắc chắn là công tác này cũng phải đối diện với nhiều khó khăn. Cá nhân ông thì là một người trong cuộc và có kinh nghiệm gắn bó với cái công tác phòng chống HIV/AIDS rất nhiều năm rồi, thì ông đánh giá những cái khó khăn nào là những khó khăn lớn nhất này trong công tác này tại Việt Nam? Phòng chống dịch mà nhất là những cái bệnh gọi là đại dịch bao giờ cũng là thách thức. Chúng ta đang nói về Covid chẳng hạn, hết sức thách thức. Còn HIV thì nếu như vào thời gian đầu nó cũng còn gây kinh hoàng hơn là Covid. Thế thì đối với dịch này bây giờ những khó khăn là cái gì? Vẫn còn đấy. Thứ nhất là dịch HIV/AIDS này vẫn là một vấn đề nổi cộm về y tế công cộng. Với cái số nhiễm hàng năm vẫn hơn 10.000 trường hợp. Và cái số tử vong là 2-3.000 trường hợp một năm. Với một cái số nhiễm như thế, cứ mỗi năm 10.000 cứ cộng lại thì cái số cộng dồn ngày càng lớn và gây gánh nặng bệnh tật rất lớn cho cộng đồng và sức nặng cho ngành y tế, bởi vì phải khám điều trị cái số người nhiễm ngày càng đông. Cái thứ hai là cái xu hướng về dịch. Hiện nay thì cái xu hướng lây truyền qua quan hệ tình dục tăng trên 70%. Và cái số lây truyền qua con đường này là thách thức. Trước đây lây truyền qua đường máu chủ yếu tập trung vào người nghiện trinh ma túy và một cái nhóm người ít do tiêm chích không an toàn. Còn lây truyền qua quan hệ tình dục là nó xảy ra rất lớn tới một cộng đồng lớn. Cho nên là khó. Và có một số nhóm đối tượng đích mà gọi là tỷ lệ lây nhiễm cao. Đặc biệt là nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam
hiện nay rất cao và số nhiễm trẻ rất nhiều. Cái vấn đề thứ hai đấy là cái thiếu hụt về nguồn lực, cắt giảm nguồn lực từ quốc tế rất lớn. Vấn đề tiếp theo đấy là cái sự kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn còn đấy. Mặc dù đã giảm nhưng vẫn còn tình trạng nhiều người họ không tiếp cận, họ không xét nghiệm, họ không đi điều trị và cái mầm bệnh đấy len lỏi trong cộng đồng và tiếp tục lây lan cho người khác. Nhưng nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng là khi mà cái bối cảnh mà đại dịch COVID-19 hiện nay đang bùng nổ ở trên toàn cầu thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái công tác phòng chống HIV trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Khi mà cái hai đại dịch này tồn tại song song mà nó kéo dài như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến những kết quả chúng ta đã đạt được trong suốt 30 năm qua trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Cá nhân ông thì ông bình luận gì về những quan điểm đó? Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến, đặc biệt là gọi là cắt đứt cả cái chuỗi cung ứng và ảnh hưởng toàn cầu, trong đó có ảnh hưởng đến HIV/AIDS. Bộ Y tế hết sức chủ động trong cái việc tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác phòng chống HIV/AIDS và có khi xuất hiện đại dịch. Thứ nhất là Bộ Y tế đã ban hành cái hướng dẫn về giảm cái khám này, rồi tăng cường cấp phát thuốc, trước đây là 1 tháng, bây giờ tăng 3 tháng để giảm cái tụ tập đông người cho người bệnh này. Cái thứ hai là các cái phương án xử lý khi mà bệnh viện bị cách ly, phong tỏa. Khi mà bệnh nhân bị cách ly thì thế nào? Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể. Và chúng ta đã giải quyết được vấn đề đấy ở bệnh viện Bạch Mai. Có mấy trăm bệnh nhân HIV đấy. Rồi thì ở Thái Nguyên, Từ Sơn Thái, ở Thái Nguyên cũng có cái bệnh viện bị cách ly mà bệnh nhân đang điều trị đấy thì họ đến khám thế nào, cấp thuốc nào, mà nếu không có thuốc họ thế nào thì chúng ta giải quyết rất kịp thời. Rồi thì bên cạnh đó thì cái bệnh nhân điều trị bằng methadone cũng hàng ngày phải đi uống thuốc, chúng ta có cái hướng dẫn. Bên cạnh cái quy tắc chung về các cái cơ sở khám chữa bệnh mà ngành y tế đã ban hành thì đối với cơ sở điều trị HIV/AIDS, đối với cơ sở điều trị methadone còn có những cái hướng dẫn riêng để làm nào mà giải quyết được cái tình huống, đảm bảo là bệnh nhân phải có thuốc để điều trị, không bị cắt thuốc. Vậy với cá nhân ông thì ông có thể chia sẻ thẳng thắn rằng là bây giờ để chúng ta đạt được mục tiêu đến 2030 Việt Nam thanh toán được đại dịch AIDS thì chúng ta sẽ cần phải có những bước thực hiện cụ thể như thế nào? Chúng ta lộ trình thực hiện của chúng ta là quá rõ. Chính phủ vừa ban hành cái chiến lược quốc gia để chấm dứt bệnh AIDS và vừa ký. Thế thì trong đó có 11 giải pháp, từ cái giải pháp về chỉ đạo, về chuyên môn kỹ thuật, về phối hợp liên ngành, về ứng dụng công nghệ thông tin, về hợp tác quốc tế, vân vân. Chúng ta có giải pháp rất rõ rồi. Thứ hai là chúng ta lại có luật phòng chống HIV/AIDS vừa mới thông qua, cũng là những cái hành lang pháp lý hết sức quan trọng. Thế thì bây giờ vấn đề còn lại là sự quyết tâm của hệ thống, sự vào cuộc và tổ chức triển khai tốt của ngành y tế và sự tham gia của cộng đồng. Những người nhiễm HIV cộng đồng KP bây giờ phải xem rằng và phải tham gia, đây là việc của họ. Họ vừa là người hưởng lợi nhưng họ vẫn là người rất quan trọng để cùng cung cấp dịch vụ đối với cộng đồng của họ để giải quyết vấn đề cho họ. Chúng ta phải lồng ghép như thế. Và chúng tôi cũng cho rằng là một cái điều rất quan trọng nữa, đó là không chủ quan. Lãnh đạo không chủ quan trên địa phương của mình. Thứ hai là từng người dân không chủ quan, thực hiện tốt các biện pháp dự phòng thì chúng ta sẽ thành công và giải quyết được đại dịch này. Vâng, chắc chắn rồi ạ. Và chúng ta cũng hy vọng là đến 2030 sẽ có một dấu mốc thực sự quan trọng trong cái sự nghiệp mà phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam trong cả một chặng đường 30 năm vừa rồi mà chúng ta đã gặt hái được rất nhiều thành công. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh đã dành thời gian cho chương trình Góc Nhìn và chia sẻ những thông tin rất là hữu ích với chương trình. Vâng, với những chia sẻ vừa rồi của Tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh trong chương trình Góc Nhìn ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy Việt Nam đang tiến tới rất gần đích để chấm dứt đại dịch HIV/AIDS tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong quãng thời gian 10 năm nữa sẽ là một chặng đường khá dài và cũng sẽ có rất nhiều những phát sinh không thể lường trước được đối với công tác phòng chống đại dịch này.
Vì vậy, hơn bao giờ hết, ý thức trách nhiệm, sự chung tay của cộng đồng cũng như sự tuân thủ tuyệt đối phác đồ điều trị của những người bệnh có HIV được cho là đóng vai trò vô cùng quan trọng để giúp ngành y tế có thể thực hiện được mục tiêu này. Và đến đây, chương trình Góc nhìn tuần này của chúng tôi xin được kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh đã dành thời gian trao đổi cùng với chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.